Nỗi ám ảnh khi đi học của không ít học sinh chính là làm bài kiểm tra trắc nghiệm. Những lúc đó, quá trình tìm kiếm người cùng chung mã đề chắc chắn sẽ xảy ra. Để ngăn chặn điều này, giáo viên đã có nhiều cách làm đặc biệt. Mới đây, ảnh chụp những bộ mã đề kiểm tra trắc nghiệm gây chú ý trên mạng xã hội. Theo đó, thay vì đánh số 1,2, 3,42 a, b, c, giờ như xưa, giáo viên dùng các ký tự đặc biệt, khiến học sinh phải toát mồ hôi. Theo đó, một giáo viên thậm chí đã làm mã đề bằng. Như thế này thì những học trò có ý định chép bài chắc chắn sẽ bó tay. Nhiều giáo viên còn đặt mã đề theo những câu nói đang thành trend trên mạng xã hội. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ hiểu họ xì tin đến mức nào. Hãy cùng xem những cách đánh mã đề kiểm tra vô cùng rắc rối của giáo viên khiến học sinh dở khóc dở cười. Ngồi xếp thứ tự các mặt cười mặt miếu đến bao lâu mới được? Ai đọc tên được hết các đội bóng thì may ra. Khác biệt chỉ nằm một dấu chấm sau đề thi. Có lẽ giáo viên là fan của ca sĩ Trúc Nhân rồi. Mã đề thách thức học sinh. Số lượng quyển dở là điểm mấu chốt. Mã đề hết sức khó nhằn. Những trend trên mạng được cập nhật ngay trong mã đề kiểm tra. Hỏi mà không để ý là rất dễ nhầm lẫn. Thầy cô hài hước hết mức. Lại là một trend khác. Mã đề bằng hình ảnh cho trí tưởng tượng bay xa.